Xin chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyên Audio có làm một video để giới thiệu một bộ combo full đơn bass 40 cho một bác khách. Một bộ combo full đơn 40 này nó đánh cực kỳ uy lực. Và cấu hình này Tùng Nguyên đã dựng rất là nhiều cấu hình loa vào, cấu hình như loa full 715 hoặc là các dòng loa dòng một bass một chép kèn của dòng loa 40. Thì hiện tại ở đây các bác đang được xem là một đôi bass 40 từ 220-100 và một đôi chép kèn đại 750 từ 170 lắp nhôm nặng 5 cân một củ các bác nhá. Một đôi tép này nó rất là khủng và hàng của nó là hàng gấu các bác. Thì hôm nay em có review. Đầu tiên em review trước là đôi phân tần và đôi tép. Đối với mẫu phân tần Pro 1518 này, tại sao các cái loa công suất lớn như này em lại rất hay ghép với các cái dòng phân tần như này? Vì các cái dòng loa công suất lớn như này, thứ nhất là các bác hay đi đánh sự kiện là một. Thứ hai là các cái dòng này là mình là loa công suất lớn, mình rất hay là đánh trong cái thời gian nhiều giờ. Nên sử dụng các cái bộ phân tần như có mã là Pro F1518 ở đây thì cái độ bền của nó rất là cao. Thứ nhất là cái tép của nó với công suất cực lớn, các cái dòng chở của nó thì nó đánh nó yên tâm. Thứ nhất là nó cho ra giải tiếng hay, và thứ hai là khi công suất lớn đánh trong cái thời gian nhiều giờ thì cái bộ tụ chở của nó rất là chuẩn và chất lượng. Đấy, ví dụ có những nhiều cái dòng rẻ nếu mà kém công suất mình đánh ghép vào phát là nó sẽ bị lổ chở, cháy tụ lổ chở. Đấy, nhưng các cái dòng chở nhôm này thì các bác nó là dòng chất lượng. Phân tần Pro F1518 này sẽ ghép full đơn bass 40 hoặc bass 50 các bác nhá. Đặc điểm bass 30 thì chỉ dùng cho đánh sự kiện thôi. Đấy, còn đâu gia đình thì dùng phân tần khác. F1518 T là đường tép, V kép là đường bát, in là đường vào. Chạy 3 con chở nhôm. Phân tần này cắt giải rất hay. 3 chở nhôm, 2 bóng câu trì. 2 bóng câu trì và được bọc nhôm ở bên ngoài. Phân tần này các bác nhé. Phân tần này bên Tùng Nguyễn nhập ở công ty Aule, cho ra giải tiếng cực hay. Đối với những bác nào đang ráp loa A-Zay hoặc là ráp loa full đơn hàng chất lượng thì các bác có thể ráp các cái mẫu mạch phân tần F1518 này. Và một đôi tép nặng 5 cân một củ, có mã là L850, giờ xét, củ từ 170, lắp nhôm xoắn hình ông mặt trời các bác nhé. Và chạm nhún màu vàng màu đỏ bên dương, màu đen bên âm. Tại sao em bảo con tép này nó đẹp? Vì con tép này nó là hàng đẹp, hàng gấu, hàng đủ. Lên các cái bích sắt của nó đây các bác nhìn này, bích sắt của nó rất là dày. Đối với các dòng tép mà các bác mua, các dòng tép được 5 cân một củ thì rất là ít đúng không ạ? Các cái dòng tép nó nặng lắm, bích rất dày luôn, bích sắt thép trắng, lặng 5 cân một củ từ 170, lắp nhôm các bác nhé. Đây là một con tép mà chuyên đánh công suất lớn. Hôm nay em đi một bộ đồng bộ là giờ xét. Với cấu hình ngày hôm nay, củ bát là từ 220, côn của nó là côn 100, đít bát có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Đít bát của nó các bác nhìn này, em nhập các cái mẫu bát thì các bác nhìn cái bộ thớt của nó rất là trông, rất là hầm hố và nó gấu. Đối với dòng bát nó đít nó hơi vồng một chút này. Và viên từ của nó này các bác nhé. Đối với dòng bát này thì các bác có thể là đặt mẫu bát 40 giờ xét của nhà em nào. Con bát này thì các bác có thể là đọc cái cấu hình của em ra là bát 40 giờ xét, viên từ dày và màng của nó là màng sơn dầu. Đấy, màng của nó rất là nhiều các cái sợi bông thủy tinh. Côn của nó là côn 100, nhện màu vàng, kẹp lỗ là thép trắng. Tại sao em gọi nó là viên từ dày ạ? Vì con này cái độ thành 500 này nó dày hơn so với các dòng côn 100 khác. Đấy, ví dụ mình thỉ dụ nhá, ví dụ cao 22, con này cao 25. Đấy, con này viên từ của nó rất dày luôn, bích lỗ màu trắng. Viên ví dụ con khác 500 của nó chỉ đến đây thôi, con này 500 của nó cao đến đây, rất là dày. Các bác nhìn này, bác nào dùng củ từ rồi thì các bác biết em quay cái củ từ nó rất là dày dặn. Màng của nó màng sơn dầu và gân của nó gân 3 gân. Đối với dòng bát 40 giờ set này trông ánh rất sâu luôn. Các bác mua cái dòng bát này các bác có thể là lắp vào full là làm oánh tiếng bát cực mạnh và sâu tiếng. Còn con bát này bên cửa hàng Tùng Nguyên đang lắp súp rất là nhiều. Đối với dòng bát này các bác có thể là mua lẻ một cái để về lắp vào loa súp hơi của nhà mình. Thứ nhất là các bác có thể là yêu cầu Tùng Nguyễn lắp súp cho anh em thì một quả súp hơi bát 40 em đang cung cấp ra là 3.2 triệu một quả. Còn các bác có thể là mua rời, đây là em bán theo đôi để lắp vào full. Còn các bác mua súp em có thể bán cho các bác một cái để các bác lắp súp.
Các bác lưu ý con này màng sơn dầu nhé, rất là đẹp. Thì hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn có review để cho các bác xem cái cấu hình của nó. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tất cả các bác cảm thấy là loa của Linh Kit của nhà em tuy là hàng tàu thôi nhưng mà cửa hàng đều nó tuyển về chất lượng, nên là chất lượng của nó ra cực kỳ tuyệt vời. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhớ like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn Audio nha.